Chào mừng các bạn trở lại với kênh Winnie in Korea. Hôm nay gia đình mình đến công viên chơi thì thấy người ta bán kẹo đường truyền thống của Hàn Quốc, kẹo đường Thái Cô Ná. Là loại kẹo đường mà các bạn thấy trong phim trò chơi con cá mập đó các bạn. Ở đây bạn nào muốn trải nghiệm cách làm kẹo đường thành công thì trả 3.000 won. Còn mua kẹo đường làm sẵn thì chỉ có 2.000 won thôi. Mình đã quay lại cách làm kẹo đường Thái Cô Ná thành công này cho các bạn cùng xem. Giờ thì mời các bạn cùng theo dõi nhé. Chúng ta đã làm được tất cả rồi nhé. Chưa có 3,000 원 이요. 아, 최영 3,000 원. 이거 2,000 원이고. 아, 이거 3만 2,000 원, 최영 없는 3,000 원. 7,000 원이요. 전화 안 나왔던 거. 저 슈퍼 이거. 빨리 적었어. 빨리 적었어. 이거 말고 이거 사줘요. 엄마 꺼내줄게. 빨리 전화 꺼냈어? 언니 만원 줘. 빨리 줘. 그래, 우면서 사자. 아빠 사줄게. 우면서 사자. 엄마 일로 와봐. 우면서. 이따 우면서. 계속 빨리 줘. 뭐를 해드릴까요? 눌러세요. 살짝 뻥뻥 누르면 안 돼. 됐어. 조금 이따 빼드릴게요. Cái chảo nhỏ sau khi sử dụng là người ta ngâm vào nước để cho đường tan ra rồi sử dụng tiếp. Bật lửa lên và hơ khô cái chảo nhỏ. Cho vài muỗng đường vào chảo nhỏ. Cái kẹo làm lúc nãy bây giờ đã khô rồi. Giờ chỉ cần tách khuôn ra một cách lương thực để kẹo không bị vỡ. Cái kẹo đường đã hoàn thành, bỏ vào túi sao cho người trải nghiệm. Để cho kẹo đường lúc làm xong không bị dính thì người ta rắc một ít đường lên bề mặt của cái bàn đó các bạn. Thank you.
설탕 좀 봐줄래요? 네? 설탕. 설탕? 설탕. 어, 여기 설탕이라니까. 어, 연말인가? 사장님, 이것도 그냥 사는 거예요? 예, 그 2,000원이요. 근데 왜 다 깨졌어요? 예, 잠깐 손님이 벌써 떨어뜨려서 깨졌어요. 핸드폰을 저기에다 떨어뜨렸어. 그럼 안 되는데? 깨져 있는 거를 이제 좀 싸게 다 팔아야 되겠다. 조금만 기다려주세요. 다 깨졌어? 계속 보호기네? 뭐? 사주세요. 지우야, 만들어져 있는 거 있어. 동그라미. 세모. 이거 요거 Cũng làm thử ở nhà nhé. Chúc các bạn làm kẹo đường thành công.